gặp ai như bốn gã chồng đánh vợ như cơm bữa trên phim Việt sau đây, thì chị em thái cả đời còn hơn. Một góc khuất của hôn nhân khi nó trở thành nỗi ám ảnh, và cũng là thế giới ngầm của bạo lực, và tội ác được vơi bày trên màn ảnh phim Việt. Những gã chồng với đầy đủ mọi lý do và thủ đoạn để tự cho mình cái quyền hành hung đánh đập người vợ đấu ấp tay gối khiến người xem phải, ớn lệnh được tái hiện qua những nhân vật trong loạt phim đình đám dưới đây. Một, Tính phim lựa chọn số phận Xuất hiện từ ngay những tập đầu của lựa chọn số phận, câu chuyện ly hôn hay hòa giải của cặp vợ chồng Xuân, Quỳnh Hoa và tình Phan Anh trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Phẫn nộ thay khi những góc khuất của vụ án ly hôn đầy trái ngang này, dần được hé mở, những gì mà Xuân đã phải chịu đựng trong suốt bao năm chung sống, với tình khiến người xem thực sự gây sợ và ám ảnh. Có sở thích tình dục bệnh hoạn và điên rồ, lại cộng thêm chứng ghen tuông mú quáng, tình liên tục giáng xuống người Xuân những trận đòn roi vô cớ, và sự dày vò đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần ám ảnh không nguôi thế nhưng sống chẳng yên mà đi cũng không được giờ đây khi xuân muốn ly hôn để kết thúc chuỗi bi kịch của đời mình là tỉnh lại dùng mọi thủ đoạn từ uy hiếp đến đánh đập dã man hơn để níu chân xuân lại với mục đích tư lợi cá nhân và tiếp tục hành hạ cô sở hữu đủ bộ combo gia trưởng vũ phu và tệ bạc thái ngọc quỳnh xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho hình mẫu gã chồng tồi trên màn ảnh việt khuê hồng diễm người đàn bà dùng cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình phục vụ chồng con ấm êm thế nhưng những gì khuê nhận về lại là sự khinh rẻ và những trận đòn vô cớ từ người chồng vũ phu chỉ sau dăm ba lời mật ngọt của nhân tình chẳng cần tìm hiểu đúng sai thái liên tiếp hành hạ khuê bằng những cái tát cú đạp tàn nhẫn và cũng không quên dàn mặt khuê như một gã côn đồ thực sự sự bất lực của khuê và thái độ vũ phu ngông cuồng của thái khiến người xem phẫn nộ tột độ thái còn lên gối khi nghe tin tiểu tam mang bầu con gái bản chất là người đàn ông hiền lành hết mực yêu vợ nhưng khải trọng hùng lại vướng phải vòng vây của nợ nần cờ bạc và cảm giác bất lực khi không trở thành trụ cột cho gia đình Vốn ám anh cảm giác thua kém vợ về cả tài năng, lẫn đức hạnh giờ lại cộng thêm những lời xúi dục từ em gái, khải hóa một người chồng vũ phu và đánh mất nhân tính từ lúc nào không hay. Cuỗm tiền đổ vào cờ bạc bị huệ, Thu Quỳnh phát giác, Khải đánh huệ khiến cô xảy thai. Vừa ăn năn chưa được bao lâu anh chàng lại ngựa quen đường cũ nghi ngờ huệ gian díu, với tình cũ Khải liên tục dọa nạt và đánh đập cô không thương tiếc. Vì yêu mà đánh, là từ khóa dành cho nhân vật cường trong bán chồng do Đinh Hữu Tài thủ vai máu ghen tuông vốn có sẵn nay lại lấy được như khổng tú quỳnh cô vợ xinh đẹp nhưng có chút lẳng lơ khiến cường có cớ trở thành gương mặt vàng trong làng vũ phu trên phim cứ mỗi lần bắt gặp vợ mình gặp gỡ người khác giới không biết với mục đích gì anh chàng cũng mạnh tay đánh đập chửi bởi vợ mình không thương tiếc những trận đòn roi nhiều như mưa do cường giáng xuống người như trên phim khiến người xem ám ảnh ghê sợ bạn có thể chọn nhiều mục bình chọn của bạn sẽ được công khai tính phim lựa chọn số phận thái phim hoa hồng trên ngực trái khai phim về nhà đi con. Cường phim bán chồng, lựa chọn số phận, lên sóng vào 21 giờ 0 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.